Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả quý chú anh chị đang xem kênh Thịnh Vượng Vlog. Sáng ngày hôm nay thì mình thấy rằng là bên phía kênh YouTube Phe Đối Lập thì một số kênh, đặc biệt trong đó có cả cái kênh của các anh mang danh là phóng viên của tờ báo lớn gì đó cô chú anh chị, thì với những cái nội dung tiêu đề liên quan đến câu chuyện mà của vị chủ tịch nước vừa mới thôi chức, đó chính là ông Võ Văn Thưởng cô chú anh chị, thì họ cũng không quên lôi cái tên của bà Nguyễn Phương Hằng vào, trong đó có chị Lan nữa, thì nói rằng là ông Võ Văn Thưởng thôi chức rồi, thì trời ơi ai mà gọi là sẽ ký đơn để mà xem xét rồi đặc xá cho bà Nguyễn Phương Hằng, kiểu này là toan rồi, các kiểu con đà điểu thôi quý vị. Thì mình thấy rằng khá là buồn cười ở cái chỗ là khi mà họ cho rằng là ông Võ Văn Thưởng thôi chức rồi thì bà chị Hai thì hết cái cơ hội gọi là được xem xét hay là đặc xá hay là ăn xá gì đó. Thì trước tiên đó cả nhà, phải nhắc đến gọi là chị Lan của mình. Trước đó đó chúng ta biết rằng là Đinh Lan đã từng có cái lá đơn để gửi đến cầu cứu vị chủ tịch nước và xin vị chủ tịch nước này là đừng có ăn xá hay đặc xá cho Nguyễn Phương Hằng. Và ngày hôm qua tới giờ Đinh Lan nói rằng là các YouTuber của bạn gọi là tấn công vị chủ tịch nước này khi mà thấy ông ấy bị ngã ngựa. Thì trước đó ông ấy đã từng có những cái phát ngôn liên quan đến vụ án của Nguyễn Phương Hằng trước khi làm chủ tịch nha. Thì có những cái phát ngôn như vậy, cho rằng cái vụ án của Nguyễn Phương Hằng là thách thức pháp luật. Thì mình thấy rằng cũng có một số các anh em đưa tin, nhưng người ta chỉ đưa lại những cái phát ngôn mà trước kia của ông ấy thôi, chứ không có cái bàn luận hay là những cái câu nói mà chê cười hay nhạo báng gì cả. Nhưng cái điều đặc biệt thì bạn của chị Lan thì lại làm điều đó, thì Đinh Lan không lên án nha. Đó chính là thằng Bảy Gà. Nó làm rất nhiều những cái bài viết rồi bài thơ dùng để chế nhạo vị chủ tịch nước rồi nhạo báng đảng. Thì mình thấy rằng là đây là một cái sự việc mà nó vô cùng lộ liễu. Nhưng mà Đinh Lan thì cho rằng là mình yêu nước, mình tại sao không lên án những kẻ như vậy, trong khi người ta thì chỉ đưa tin về những cái phát ngôn của vị chủ tịch nước này trước đây. Và lúc đó thì có lẽ rằng là rất là nhiều người đã lo lắng và thậm chí là buồn về cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, khi mà người đứng đầu thì đã gọi là gọi thẳng tên rồi là cho rằng là thách thức pháp luật. Nhưng mà khi cái phiên tòa ngày 1 tháng 9 diễn ra thì chúng ta thấy rồi, về phía bà Nguyễn Phương Hằng đó là hoàn toàn nhận tội. Chúng ta thấy là CEO Nguyễn Phương Hằng thừa nhận những cái việc mình đã làm, chứ không có quanh co chối tội như những cái kẻ mà mang danh gọi là luật sư như chị Ni, rồi những cái cá nhân khác, hay là gần đây nhất là cái vụ việc của bà gọi là Trương Mỹ Lan, thì cũng gọi là quanh co chối tội, mặc dù các nhân vật khác họ cũng đã gọi là nhận tội hết rồi. Nhưng mà sau khi tuyên án, sau khi mà viện kiểm sát đề nghị cái mức án tử hình, thì bà Lan đã ngất xỉu và biện minh cho những cái điều mình đã phát ngôn khi mà được hội đồng xét xử xét hỏi đó, và chú anh chị. Thì nhắc lại cái câu chuyện mà Lan đã từng làm đơn cầu cứu chủ tịch nước và xin chủ tịch nước một điều, đó chính là đừng có ăn xá hay là đặc xá cho bà Nguyễn Phương Hằng. Thì mình thấy rằng cái tiêu đề sáng nay của cái anh phóng viên báo lớn đó ha, nói rằng là trời ơi, ông Võ Văn Thưởng từ chức rồi thì ai sẽ duyệt cho bà Nguyễn Phương Hằng gọi là được xem xét, được ăn xá hay đặc xá, fan của bà Hằng nói chung là đầu thúi ruột này, vân vân các kiểu. Thì mình thấy rằng là cũng khá là buồn cười, cũng muốn hỏi chị Lan. Chị Lan làm cái đơn gọi là xin xem xét không đặc xá cho bà Hằng là đã có được có cái câu trả lời hay chưa? Bởi vì cách đây 5 tháng rồi, theo mình xem lại đó thì Đinh Lan đã làm cái đơn này cách đây 5 tháng cầu cứu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn, đã gửi đến văn phòng chủ tịch nước luôn. Đinh Lan đăng tải rất là nhiều hình ảnh và trong đó có cả cái đơn gửi đến Bộ trưởng Bộ Công an luôn cả nhà. Thì có lẽ rằng bây giờ là Đinh Lan đã mất một hy vọng rồi, là vì chủ tịch nước, nhưng mà vẫn còn cái đơn gửi cho bác bộ trưởng, bởi vì Đinh Lan đã từng gặp Bộ trưởng Bộ Công an của chú anh chị. Đinh Lan nói nè, trời ơi, tụi mày có được cái vinh dự như tao chưa, tao nè
mấy cái cán bộ cấp cao lớn, bộ trưởng này kia, Đinh Lan gặp hoài thường xuyên luôn. Nói chung là quen biết rộng lắm. Cũng chính vì cái lý do này đó cả nhà, thì rất là nhiều người cho rằng là chị Lan chúng ta là có chỗ để mà chống lưng, có chỗ để mà gọi là dựa hơi vào đó cả nhà. Nhưng mà trên thực tế thì mình thấy rằng là khả năng này hoàn toàn có thể loại trừ. Bởi vì nếu như mà thật sự có người đứng đằng sau chị Lan, chống lưng của chị Lan, thì những cái đơn thư hay là những cái đơn kiện gì đó của Lan đó cả nhà, thì có lẽ Đinh Lan đã nhờ giả để mà xúc tích làm những cái vấn đề này rồi. Chứ đâu phải gọi là hàng ngày phải rêu rao ra rã trên không gian mạng, trời ơi, nói là tại sao công an Gò Vấp, tại sao công an thành phố Hồ Chí Minh không xem xét những cái đơn của tôi. Bởi vì mình thấy rằng là cái khả năng mà có người đứng sau chị Lan thì rất là thấp rồi. Và những cái lời của Lan nói, đưa những cái nội dung mà mình thấy rằng là nó toàn là cầm đèn chạy trước không à. Không có đúng cái câu chuyện nào nó chính xác chân cả nhà. Và những cái câu từ của cái chị này thậm chí nó còn rồi có cái gọi là ý định làm hạ bệ uy tín của cơ quan nhà nước. Cho nên mình nghĩ rằng không có ai đứng đằng sau chị Lan này đâu. Còn nhiều người thì cho rằng Đinh Lan có liệu rằng có giấy hay không, có giấy để mà miễn trách nhiệm hình sự đó, cái giấy biên hòa đó của chú anh chị. Thì mình thấy rằng là khả năng này cũng rất là thấp luôn của chú anh chị. Bởi vì Đinh Lan rất là tỉnh táo. Nếu mà nói Đinh Lan như vậy thì không có đâu. Trời ơi, chị nói chung là chị cái nào là đi còn đi gọi là lừa lọc người ta được mà, bệnh hoạn gì. Trong khi mà anh Vũ Văn Thịnh đó là người làm nhà cho chị Lan, mà suốt mấy năm trời qua Đinh Lan còn tống vô tù được đó. Rồi cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng là không liên quan đến Lan. Lan lên đang chửi bới sùm, còn được nhận 18 triệu mà mọi người nói Lan bệnh là sao? Không có đâu, Lan rất là bình tĩnh. Nhưng mà mình thấy rằng là có một thông tin khá là thú vị nha, mà người nghe tham khảo đó. Có nhân vật mà cũng cạnh nhà Lan gì đó, nói rằng trên giấy tờ là tên Lan thôi, chứ ở ngoài tên đẹp lắm. Mọi người chê cái tên Lan, tại cái tên Lan cái năm 2024 này kiểu như nó bị gọi là bị gì đó cô chú anh chị. Thì mấy bà Lan rồi, Hoàng Thị Thúy Lan vừa mới bị tó, rồi cho đến là bà Trương Mỹ Lan, cái tên Lan kiểu như bị tam tai vậy ha. Nhưng mà ở nhà thì Lan tên đẹp lắm cô chú anh chị, Lan tên con ác. Ở nhà Lan tên con ác nha, chứ không phải tên Lan. Trên giấy tờ thì kiểu là tên Lan thôi, nhưng mà ở nhà Đinh Lan gọi là tên ác. Không biết có phải là vậy hay không, mình cũng nghe kiểu như là loáng thoáng thôi. Nó nhỏ là do gọi là Lan bị khó nuôi với cô chú anh chị, cho nên là đổi tên cho Lan là thành con ác. Mà thường thường người ta nói những người khó nuôi ha, là kiểu như là thông minh, thiên tài, sau này lớn lên kiểu như thiên tài đâu không à cô chú anh chị. Quả thật luôn, quả thật Đinh Lan lớn lên trở thành một thiên tài luôn, như làm những cái câu chuyện mà không ai dám làm, thậm chí là không ai làm được của chú anh chị. Hiện tại thì mặc dù là cái đơn cầu cứu của chị Lan ha, gửi đến chủ tịch nước đó, thì giờ bị chủ tịch nước thôi chức rồi, có lẽ rằng nó cũng không có cái tương lai gì cái đơn cầu cứu mà liên quan đến câu chuyện của bà Hằng nữa rồi. Nhưng mà còn có đơn của Đinh Lan đã gửi đến bộ trưởng bộ công an cũng trong ngày đó luôn, cách đây 5 tháng cả nhà. Cho nên là Đinh Lan vẫn còn hy vọng trong cái phiên phúc thẩm sắp tới đây đó. Tại vì Đinh Lan là mối quan hệ rộng mà, đâu có ai đã từng gặp được bộ trưởng bộ công an Tô Lâm chưa. Đinh Lan gặp 3-4 lần, đi đám ma chung luôn cả nhà. Đám ma thấy bộ trưởng bộ công an, Đinh Lan nhảy vô lia chia chào hỏi, rồi sau đó là mình khoe là mình đã có từng được gặp gỡ, từng đã quan hệ, từng nói chuyện các kiểu. Mình thấy rất là buồn cười với chị Lan. Đinh thù dọa, đe dọa người ta lên trên mạng, nói tôi đã gặp gỡ người này, tôi quen biết người kia, để mà đe dọa người này, đe dọa người khác. Chứ nếu mà thật sự mà có cái mối quan hệ đó cũng chú anh chị, giấu muốn chết luôn, giấu chứ ai mà khoa trương trên mạng xã hội để làm cái gì cả nhà. Cái mục đích mà khoa trương trên mạng xã hội đó là để gọi là thứ nhất là dọa, gung cây dọa kỹ. Giống như những cái câu chuyện mà mình thấy rằng gần đây một số những cái kẻ bị khởi tố về cái vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó ha, thì đa số là họ lên trên mạng, hoặc là họ đi ra ngoài họ tung tin mình là đại gia, mình giàu có, rồi nào là mình kinh doanh dự án này dự án kia ghê lắm, rồi sau đó lại huy động vốn,
hoặc là lâu lâu cái quen được từng hay từng cái trời ơi lỡ rồi dự án này giờ chị đang cần số tiền mặt nhưng mà chưa có tiền mặt à, chị cho chị mượn đỡ 500 triệu đi. Ừ, rồi nói chung là ngày mai chị chuyển em lời gọi là 700 liền à, lời gọi là 200 triệu chỉ công vòng từng thôi thì bắt đầu ham cả nha à, ham thì bắt đầu là cho mượn thế là nó mất luôn. Cho nên là mình thấy đa số những cái người mà kiểu như là lên trên mạng đã khoe đó ha. Ừ, thì là đa số là những người có ý đồ hết của chú anh chị, ý đồ hết. Ừ, nếu như mà những người mà ta có khối tài sản thực sự đó à, giống như là cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng bà Lâm đã nói là cái những cái câu chuyện có thật, bà có tài sản, có công ty. Còn như chị Lan thì sao? Ừ, chị Lan nhà mình thì gọi là ở nhà thuê à, bán rượu à, bán đông trùng hạ thảo online à, nhưng mà khoe tài sản ngàn tỷ. Rồi nào là quen với gọi là lãnh đạo cấp cao không à, à để làm gì à, chứ không phải đi vung cây dọa khỉ hoặc là đi lừa đảo để làm gì à, rồi chú anh chị mục đích là gì. Ừ, rồi cái câu chuyện mới đây đơn giản chúng ta thấy rồi à, lên cho bài thuốc người ta. Ừ, còn bài thuốc trị tiểu đường, trị cao huyết áp từ lúc mẹ mình, gia đình mình bị đưa đi bệnh viện à, như vậy thì sao? Như vậy thì là rõ ràng là cái dấu hiệu về thuốc này. Không lẽ thuốc này chỉ không có linh nghiệm với người nhà, thuốc này chỉ linh nghiệm với người ngoài thôi, người nhà uống không có linh. Cho nên là mẹ bệnh đi đưa đi bệnh viện, gia đình bệnh đưa đi bệnh viện hết, nhưng mà người ngoài đó mình lên mình quảng bá ở thuốc này tôi nghiên cứu rồi, thí nghiệm rồi, tốt lắm, uống cái hết liền à, nhưng mà người nhà của chị Lan cho uống à, cho nên là mọi người nếu mà những ai mà fan của chị Lan à, lời nhắn gửi luôn fan của chị Lan à, nên cẩn thận với những cái nhất là bài thuốc của chị Lan. Ừ, thứ hai là cái câu chuyện mối quan hệ của chị Lan à, thì mình cũng muốn hỏi chị Lan là không biết là cái đơn cầu cứu của chị Lan đã được trả lời như thế nào. Còn cái câu chuyện mà các nhân vật nói rằng là trời ơi chủ tịch nước từ chức rồi thì ai sẽ đặc xá cho bà Nguyễn Phương Hằng, thì mình thấy nó cũng buồn cười lắm. Bởi vì chúng ta biết rằng là bà Nguyễn Phương Hằng chấp nhận bản án 3 năm tù. Ừ, bà ấy chấp nhận bản án nha à, nói cho nó rõ ràng, chấp nhận bản án à, có nghĩa là chấp nhận những cái gọi là gì mà cơ quan nhà nước đã gọi là tuyên. Ừ, và không có xin xỏ là cái câu chuyện ừ cho tôi được giảm nhẹ hình phạt hay này cái nọ à, còn cái câu chuyện mà bà ấy đủ điều kiện thì cái vấn đề người ta xem xét, người ta giảm án theo đúng quy định pháp luật à, cái điều đó là bình thường thôi. Ừ, chứ không cần phải có cái câu chuyện là ông này ông kia bị cái này bị cái kia thì bà Hằng sẽ như thế này như thế nọ, không có. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. À, còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà à, đó chính là tôm sẻ à, còn hay gọi người ta còn gọi là tôm lụi đó cả nhà à, nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì, là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô rồi à, trong đó có ốp một chút tiêu một chút ớt để à, tăng thêm cái hương vị à, đây là 1 bịch nửa ký nha cả nhà, 1 bịch nửa ký nửa ký là 800.000 à, 1 ký là 1,6 triệu. À, cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Nguyên qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797 à, đây là mật ong rừng nguyên chất nha à, đây đó chính là tôm lụi tôm sẻ à, xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.